đang nói lưu mực rơi là dòng sản phẩm mang lại giá trị sử dụng dài lâu. Chính vì thế cho nên là khi mà lựa chọn sản phẩm, đa số là khách hàng sẽ rất là cân nhắc về cái chất lượng của đèn nè, về độ sáng của đèn, về giá thành cũng như là thời gian bảo hành cho từng cái dòng đèn. Và giữa thị trường đa dạng như hiện nay thì Rolex vẫn ghi dấu ấn riêng biệt của mình trong lòng khách hàng bởi vì những sản phẩm có chất lượng tốt nè và thời gian bảo hành lâu dài từ 2 tới 3 năm. Ở Rolex, quý khách có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm ưng ý với đa dạng mẫu mã khác nhau, từ những dòng đèn năng lượng mặt trời có thể sử dụng cho công trình, từ những dòng đèn có thể sử dụng ở dân dụng cũng có nữa nha. Tùy vào nhu cầu, quý khách cũng có thể lựa chọn được cho mình một cái sản phẩm ưng ý nhất. Thì trong thời gian qua thì My cũng đã có giới thiệu đến quý khách rất là nhiều mẫu đèn cho công trình mang thương hiệu Rolex rồi. Thì ngày hôm nay thì để đáp ứng nhu cầu tốt hơn của tất cả quý khách thì My cũng sẽ giới thiệu đến quý khách về một mẫu đèn pha năng lượng mặt trời dạng dân dụng, có thể dùng để chiếu sáng các lối đi cũng được, chiếu sáng cổng rào cũng được, hoặc là dùng để chiếu sáng những cái bảng hiệu cũng được nha. Thì đây là một cái dòng đèn RB4 công suất 100W mẫu mã mới nhất 2022. Và đi từ ngoại quan bên ngoài thì có thể thấy là cái thiết kế này nó khá là nhỏ gọn. Và điểm cộng của chiếc đèn này thì nó sẽ có một cái khung số điện tử báo sạc pin cho đèn ở đây. Thì với khung số điện tử này cũng sẽ giúp cho quý khách biết được cái dung lượng pin còn lại bên trong đèn là bao nhiêu và cân chỉnh cái độ sáng sao cho phù hợp nhất trong những ngày trời ít nắng. Chiếc đèn này đang được chia làm 4 ô LED với tổng số chip LED ở bên trong là 120 chip LED SMD5730. Và ở phía trong này nữa thì nó đang chứa dung lượng pin là 20.000 mAh. Thì với cái độ sáng của đèn cho ra thì nó rất là chuẩn và bên cạnh đó thì đảm bảo cho quý khách là chiếc đèn có thể chiếu sáng được trên 12 tiếng luôn nha. Và chiếc đèn RB4 công suất 100W này thì đang có kích thước là 253 x 220 x 45mm. Kích thước của đèn cũng khá là nhỏ gọn. Với cái thiết kế nhỏ gọn này thì nó có thể giúp cho quý khách lắp đặt ở bất kỳ nơi nào quý khách muốn luôn. Dù cái lắp đặt bảng hiệu là rất là tuyệt vời luôn nha. Tiếp theo thì sẽ là cái tấm pin năng lượng để sạc chiếc đèn. Thì đây là cái tấm pin năng lượng để sạc cho đèn nè mọi người. Bây giờ mình sẽ khui cái tấm pin này ra nha. Khi mà mở cái tấm pin ra nó cũng sẽ có một bịch ốc để cố định cái tấm pin như thế này. Một cái tấm pin. Có cái bát để cho quý khách cố định cái tấm pin nữa. Có đầy đủ nguyên bộ rồi nha. Thì khi mà quý khách mua bộ sản phẩm này về thì chỉ cần lắp đặt lên thôi mà không cần phải mua thêm bất cứ chi tiết nào khác. Thì với cái tấm pin năng lượng để sạc chiếc đèn này nó sẽ có kích thước cũng tương đối nhỏ gọn như thế này. Đây là tấm pin 25W. Kích thước của tấm pin này sẽ là 385 x 340 x 17mm. Và ở phía sau này sẽ là cái phần dây nối của đèn. Thì chiếc đèn nó sẽ có phần dây nối dài 5m thì nó cũng sẽ giúp cho quý khách sẽ kết nối dễ dàng hơn từ đèn với tấm pin lại với nhau. Và với cái mẫu đèn RB4 công suất 100W này nó sẽ có độ sáng khá là tốt, dung lượng pin chứa bên trong cũng rất là nhiều. Chiếc đèn sẽ có thiết kế khá là nhỏ gọn cho nên là quý khách có thể lắp đặt ở mọi không gian, mọi nơi, như là lắp ở trong nhà cũng được hoặc là ngoài trời cũng được. Ngoài trời quý khách có thể dùng để chiếu sáng các lối đi nè, chiếu sáng cổng rào nè, hoặc là dùng để chiếu sáng các bảng hiệu rất là tốt luôn. Và bên cạnh đó thì với cái công suất không quá cao như vậy thì quý khách cũng có thể sử dụng trong nhà mà không gây chói mắt. Khách chỉ cần mua chiếc đèn RB4 này và trải nghiệm cái sự tiện dụng của nó thôi nha. Và với chiếc đèn pha RB4 công suất 100W này thì hiện tại công ty Xenon Solar đang cung cấp ở thị trường mức giá niêm yết là 1.250.000 đồng. Thì khi mà quý khách mua cái số lượng từ 10 bộ trở lên thì chúng tôi cũng sẽ có một cái mức giá ưu đãi. Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có một số phần quà nhỏ đi kèm theo khi mà quý khách mua số lượng nhiều. Thì nếu khách hàng nào có thích mẫu đèn này, muốn mua về trải nghiệm thì cũng có thể là liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0976 568 346 để chốt đơn nha. Một mẫu đèn nhỏ gọn, tiện dụng như thế này mà quý khách không sở hữu ngay hôm nay là tiếc lắm nha. Và chiếc đèn RB4 công suất 100W này chúng tôi đang bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Hàng đến nơi quý khách sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Hoặc là khi mà chiếc đèn có gặp vấn đề trục trặc gì về lỗi kỹ thuật, quý khách cũng có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0976 568 346. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và xử lý nhanh chóng nhất cho tất cả quý khách hàng. Cái video ngày hôm nay của My thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ thì nếu khách hàng nào muốn trải nghiệm chiếc đèn RB4 100W này thì nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để đặt mua nha. Xin chào và hẹn gặp lại.